U17 quá đẹp luôn nè. Đó. Ngon. Cô được 1 7 rồi. Ô khép lại. Dạ. Khép cái chân lại. Đúng không? Trời ơi, cái đội hình đẹp ghê luôn rồi, mà đúng cái đội hình luôn nè. Không? Rồi, nguyên một đội hình quá đẹp. Hỏi thăm cái mấy em làm cái gì? Nè, hỏi thăm đi. Bali đó. Hỏi thăm đi. Chị hỏi thăm coi tụi em làm gì mặc đồ đỏ chót này kìa. Chắc đi thi đấu phải không? Chúc mấy em ngon miệng nghe, thi đấu đọt được cúp nghe. Mấy em nghe. Hỏi coi mấy em ăn em mẹ ăn ngon không? Mấy em ăn ngon không? Ngon. Ăn ngon nhớ chia sẻ bộ hồi chị nghe ăn hết rồi còn cái kia. Còn nó lấy cái sao vô lại. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc mấy em đạt được phương miện. Chúc mấy em đạt được giải cúp nha. Cảm ơn mấy em. Ủa quê em đội trẻ hả? Đội trẻ của BGMS hả? U mấy? Đội tuyển U 17 hả? Ủa nay tập huấn đây là sao? Đá giải hả? Đi giải gì rồi? Giải gì ta? Có nhiều môn lắm. Hôm qua thấy có đội taekwondo nữa. Nhiều giải lắm. Biết giải gì? Đá banh thôi hả? À, mấy em thì đá banh mà. Đá banh, hôm bữa là cái gì? Taekwondo. À, taekwondo. Taekwondo là bả chúc mấy em mới được vương miện đó. Đây là đá banh đó, đây là đồng phục nè. Một đội là mấy người em? Một đội là mấy người? Hả? 25 người. À, 25 người. Sao em không kéo hết nguyên đội vô đi ăn luôn? U là hình như lá 11 người đúng không? Đó, sân tính 11 người. Cái này là U mấy? U 17. À, U 17 hả? Là 17 tuổi hả? 17 tuổi xuống. À. Under. Lại đây thi tới chừng nào mới về? Thi xong chừng nào mới về? 2 tháng 8 mới về hả? À, rồi ăn bắp mới ngon không? Review cho bả đi. Là em ăn ơi, em quê ở đâu? Dạ, em Bình Dương luôn. À, là có cái món này ở dưới đó không? Dạ có. Có hả? Dạ. Nhưng mà ăn ở đây có khác dưới không? Dạ khác dưới, ở dưới là Lý Tiến Đạt. Nghe bắp. Bắp nướng Lý Tiến Đạt. À, lần này cũng bán bắp nữa hả? Trời ơi. Thấy ghê quá. Nhưng mà bắp là cũng làm giống vậy không hay là khác? Cái khẩu vị đó. Thua ra nhiều. Trời ơi. Mốt xuống dưới review cho em mới được. Ở đây là miền Tây đó, thấy nó ngọt không? Ngọt phải không? Mấy em cảm nhận. Đây bán bắp luôn. Trời ơi. Vậy ta. Vậy đó hả? Đây mới nói nè. Vậy đó hả em? Hả? Vậy em đi lại bắp 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 chờ đâu rồi anh? Cái tấm băng gì đèn chớp mà chị đâu? Cái tấm băng gì đèn chớp á? Cái ghế trong kia, cái anh kia cũng chưa có về. Cái tấm băng gì đèn chớp là người ghế trong cái gì vậy ông thạch dừa? Tao đang đang quấy ông che lại vậy, ông thạch dừa? Lỡ gì vậy? Tao đang quay ông chán vừa hết như cái đội hình người ta. Trời ơi, cái đội hình U17 á, U17 quá đẹp luôn nè, đó. Dạ. Khép cái chân lại. Đúng không? Khép cái chân lại đi. Không phải con, cái này là con trai người ta ngồi tới phải như vậy, phải con gái đi. Gái thì ngồi như vậy. Nè, cô này con gái ngồi khép lại đó. Người ta con trai thì cứ ngồi khép lại. Mấy đứa ăn à? Mấy đứa ăn có mặn lạc gì không? Ăn hả? Ăn ngon quay lại ngồi với chị nha. Hai mốt có giới thiệu chỗ thi đấu với ông ngồi chị nha. Chúc cho mấy em đạt được cái gì kìa? Đạt à, chúc rồi hả? Mấy đứa em đạt được giải World Cup nha. Đúng rồi. Đó, đây là mới mấy người thôi, mai mốt sẽ kéo thêm nguyên một vàng bóng đá ở đây luôn. Ủng hộ là cơ ba hết sạch ha.
hết nhanh. Ở đây ủa không bán nước mía hả? Có nước mía không? Ở đây hả? Rồi mọi người ủng hộ thêm ly nữa, ly bắp nữa là đủ, phải không? Là được, là ngon lành. Thôi chào thêm nha. Rồi. Hỏi em có giải chưa? Có giải được chưa? Hay là chưa thi? Thi đấu chưa? À, thi đấu chưa. Nhưng mà chưa xong em. À, thi đấu U17. À, U17. Chị mấy em mốt là gây rủ bạn bè đi nguyên một đội bóng luôn đó. Đây, cô ba đang hối tiền với mấy em nè. Mấy em đá bóng hả? Đá bóng. Bóng có làm gì đâu mà mấy em đá. Đá banh đó hả? Hả? Gì vậy? Đồng quá ha. Mấy này đồng. Đồng quá ha. Mà cũng nắng á, nắng quá trời luôn. Rồi bữa nay rất là đông khách tới ủng hộ của 3 giờ tối nha mọi người ơi. Khánh ngày mai chắc đổi tiếng luôn. Đứa nào giờ có mic drop hết trơn á. Bây giờ chưa có ai chưa mic drop giơ tay lên. Thấy mấy kêu gọi. Ông Khánh. Cô chú anh chị ơi. Có nhiều người chưa có mic drop lắm. Sao tôi nít thì khỏi mua chân trần. Cô chú, cái số không có nhiều á, có 4 triệu mấy, 5 triệu mấy hà. Anh chính là 200 đô à. Ok, 200 đô xíu ha. Không mà, có gì mượn rồi. Có gì mượn rồi. Có chút xíu là chìm cho hết. Rồi. Chưa mới nói bà con ơi, chưa mới nói. Trời. Trời ơi là trời. Ở đây chỉ có vườn trà ở Mỹ Sồn là giàu nhất á. Cái này là điểm này á. Cho chị bố cái mic rớt á, khách số sàn nó ướt bờ và đúng là ướt bờ là có thiệt, phải có quyền mà ướt đúng không? Có mic rớt, bây giờ mấy bạn này chưa mic rớt rồi. Nhà Vương Trần có mic rớt rồi, nhà Vương Trần giờ ước mơ gì nữa Vương Trần? Anh vào rồi mắt đúng không? Trời ơi, anh chị hai Khánh mà chịu á. Trời ơi. Khánh mua lại điện thoại chưa? Mua rồi. Trời ơi, anh Khánh giàu hơn nữa. Khánh giàu hơn nữa. Anh Khánh mua 2 cái rồi. Mua 2 cái luôn hả? Giàu tình thương. Mà mình thương người ta sẽ thích người khác thương mình. Ý là bố Khánh cho mọi người cái mic rớt.